Xin chào tất cả các bạn. Trong suốt lịch sử khám phá vũ trụ đã có rất nhiều thứ thay đổi. Kể từ khi kỷ nguyên không gian chính thức bắt đầu, việc di chuyển đến một hệ mặt trời khác đã trở thành giấc mơ không chỉ của riêng các nhà khoa học. Tuy nhiên, rào cản về khoảng cách và tốc độ đã trở thành một thách thức vô cùng to lớn, ngăn cản khát vọng chinh phục vũ trụ của con người. Ngay cả với loại động cơ tên lửa mạnh mẽ nhất hiện nay, chúng ta cũng sẽ mất tới gần 50.000 năm chỉ để ghé thăm người hàng xóm gần nhất, hệ sao Alpha Centauri. Vì lý do đó, việc phát triển những công nghệ động cơ đẩy mạnh hơn, nhanh hơn là điều bắt buộc nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ du hành không gian. Bên cạnh việc nâng cấp các thế hệ động cơ đẩy truyền thống, chúng ta cũng cần phát triển những ý tưởng mới mang tính đột phá, những bước nhảy vọt về công nghệ, những ý tưởng được cho là sẽ giúp con người tiến những bước dài trong công cuộc khám phá vũ trụ. Các động cơ tên lửa hiện tại đang sử dụng nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu rắn và hầu hết đều có thành phần là hydro. Ngoài việc mang lại hiệu suất năng lượng cao, hydro còn là nguyên tố nhẹ nhất giúp tối ưu hóa khối lượng cho tên lửa khi cất cánh. Tuy nhiên, nếu muốn động cơ hoạt động được ngoài không gian, tàu vũ trụ phải mang theo oxy lỏng hoặc các chất oxy hóa khác để duy trì hoạt động cho động cơ đẩy. Về bản chất, oxy nặng hơn hydro đến 16 lần. Ngoài ra, để bảo quản lượng oxy đó, chúng ta cũng cần đến các loại máy móc và thiết bị cồng kềnh khác. Điều này khiến khối lượng tên lửa nặng lên đáng kể. Như vậy ta có thể thấy, động cơ tên lửa hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng nó vẫn còn rất nhiều hạn chế. Phần lớn lượng nhiên liệu của tên lửa đều được sử dụng vào việc đẩy chính bản thân nó và tàu vũ trụ thoát khỏi lực hút của trái đất. Do đó, việc cố gắng đi nhanh bằng một phần vận tốc ánh sáng cũng gần như là chuyện không thể đối với các loại tên lửa truyền thống bây giờ. Động cơ đẩy ion hay ổ đĩa ion là một dạng động cơ điện được sử dụng để đẩy tàu vũ trụ. Nó tạo ra lực đẩy bằng cách gia tốc các hạt ion tĩnh điện. Như các bạn đã biết, theo định luật Newton, khi một vật bất kỳ tác dụng lực lên một vật khác, nó sẽ nhận lại một phản lực tương đương. Trong không gian vũ trụ, khi động cơ đẩy của tàu vũ trụ phóng ra bất kỳ chất đẩy nào, nó cũng sẽ tạo ra một phản lực giúp cho tàu vũ trụ di chuyển theo hướng ngược lại. Đây cũng là nguyên lý hoạt động chung của tất cả các loại động cơ đẩy hay tên lửa hoạt động ngoài không gian. Nguyên lý hoạt động của động cơ đẩy ion là tách một điện từ ra khỏi nguyên tử, tạo ra một đám mây ion dương. Để làm được điều đó, người ta sử dụng điện trường có tần số cao làm ion hóa chất đẩy, tạo ra dòng điện tích một chiều gọi là plasma, trong đó có chứa các hạt điện tử nhẹ tự do và các ion dương nặng hơn. Các ion dương sau đó được gia tốc bởi một trường tĩnh điện trước khi được phóng ra ngoài để tạo ra lực đẩy. Sau khi các ion bị đẩy ra ngoài, những ion mới sẽ ngay lập tức được thêm vào từ bộ trung hòa. Quá trình này ngăn không cho tàu vũ trụ bị tích điện và xói mòn theo thời gian. Chất đẩy được sử dụng trong động cơ ion hầu hết đều là xenon. Về ưu điểm, xenon là chất trơ ít phản ứng, dễ bị ion hóa, có phân tử lượng cao và dễ bảo quản hay lưu trữ trên tàu vũ trụ. Với những thiết kế hiện tại, động cơ đẩy ion có công suất từ 1 đến 7 kW điện năng, tạo ra lực đẩy từ 25 đến 250 triệu Newton. Ý tưởng đầu tiên về loại động cơ này được đưa ra vào năm 1911 bởi nhà khoa học người Liên Xô Konstantin Stoyanovsky. Năm 1950, NASA bắt đầu nghiên cứu loại động cơ này. Đến năm 1964, chính thức có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Hiện nay, động cơ đẩy ion chủ yếu được sử dụng cho một số vệ tinh nhân tạo để duy trì quỹ đạo của nó. Hai tàu vũ trụ đi xa nhất sử dụng loại động cơ này là Deep Space One và Dawn. Với ưu điểm là hiệu suất cao và có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài, động cơ đẩy ion hứa hẹn là một lựa chọn không thể bỏ qua cho các chuyến du hành vũ trụ trong tương lai. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Vì vậy, bắt buộc phải có một nguồn cung điện năng dồi dào nếu muốn bứt phá tốc độ với loại động cơ này. Động cơ đẩy plasma cũng có nhiều nét tương đồng với động cơ đẩy ion, nhưng thay vì đẩy ra các ion dương, động cơ này sử dụng điện để ion hóa nguyên liệu thành plasma, sau đó làm nóng và tăng tốc bằng điện trường. Cuối cùng là dùng từ trường để điều hướng cho dòng nguyên liệu phóng ra. Để tăng hiệu suất, dòng nhiên liệu phóng ra có thể được đốt cháy giống như động cơ tên lửa. Các loại nhiên liệu sử dụng có thể là hydro và heli. Có một điều cần phải khẳng định, hydro chính là nguyên tố có nhiều nhất trong vũ trụ. Vì vậy, chúng ta có thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Động cơ đẩy plasma có cách hoạt động khá giống với động cơ tên lửa thông thường, nhưng nhiên liệu lại được ion hóa và gia tốc bằng điện trường.
Vì vậy, hiệu suất đạt được là rất vượt trội. Nếu tên lửa sử dụng động cơ đẩy plasma, nó có thể giúp tàu vũ trụ bay từ trái đất tới sao Hỏa trong vòng 39 ngày. Vận tốc tối đa có thể lên tới gần 200.000 km/h. Ngoài ra, hệ thống từ trường điều hướng của động cơ cũng có thể giúp bảo vệ các phi hành gia khỏi những tia vũ trụ. Hạn chế của loại động cơ này vẫn là vấn đề năng lượng và sự hao mòn của các thiết bị ion hóa. Nếu giải quyết được các vấn đề này, động cơ đẩy plasma hứa hẹn là một công cụ tuyệt vời, có thể rút ngắn thời gian giữa các chuyến du hành vũ trụ trong tương lai. Theo đuổi vận tốc ánh sáng là điều chúng ta luôn mơ ước. Tuy nhiên, các định luật vật lý và những giới hạn về không thời gian của vũ trụ đã vô tình khiến cho việc đi nhanh như ánh sáng trở thành một viễn cảnh có phần vô lý. Nếu muốn tăng tốc một phi thuyền lên 99% vận tốc ánh sáng, thì nguồn năng lượng cần thiết cho nó phải tương đương một ngôi sao cỡ mặt trời. Nếu bằng cách nào đó chúng ta thực hiện được điều này, thì chiếc phi thuyền sẽ có một thùng chứa nhiên liệu to hơn cả mặt trời. Thật khó để tưởng tượng liệu chiếc phi thuyền của chúng ta có thể chịu được bao nhiêu giây trước sức nóng của mặt trời, và chính bản thân nó cũng sẽ tự sụp đổ bởi khối lượng quá lớn của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện liệu có thực sự khó khăn đến như vậy? Ổ đĩa Warp Drive có vẻ là một giải pháp tuyệt vời. Nó không hề vi phạm các nguyên tắc vật lý cũng như thuyết tương đối của Einstein. Về cơ bản, Warp Drive là một lý thuyết giúp đẩy tàu vũ trụ đi với vận tốc ánh sáng, thậm chí còn nhanh hơn thế. Ý tưởng đầu tiên về hệ thống này được đề xuất bởi nhà vật lý người Mexico Miguel Acubiri vào năm 1994. Theo đó, tàu vũ trụ có thể di chuyển nhanh như ánh sáng bằng cách làm biến dạng không thời gian xung quanh nó. Cụ thể là không gian phía trước tàu sẽ bị thu hẹp lại, còn phía sau thì nở rộng ra. Cùng một lúc, vừa tạo ra lực kéo đằng trước, lại vừa tạo ra lực đẩy đằng sau. Điều này đồng nghĩa với việc phi thuyền đó bị chính không gian đẩy đi, còn bản thân nó thì không thực sự di chuyển. Vì vậy, nó không hề vi phạm các nguyên tắc trong thuyết tương đối của Einstein. Để có thể làm được điều này, phi thuyền phải tạo ra một trường năng lượng âm đủ mạnh khiến cho không gian bị biến dạng. Nếu muốn tạo ra năng lượng âm, nó bắt buộc phải có nguyên liệu là vật chất lạ, loại vật chất được cho là có khối lượng âm. Một số gợi ý cho năng lượng âm chính là hiệu ứng Casimir mà mình đã nói đến trong một video trước. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa tìm ra cách nào để kết hợp được thuyết cơ học lượng tử và lực hấp dẫn với nhau. Vì vậy, có thể nói, Warp Drive vẫn là một lý thuyết mang xu hướng phim ảnh nhiều hơn là thực tế. Các bộ phim khoa học viễn tưởng như Star Trek luôn đề xuất cho chúng ta những ý tưởng mang tính đột phá. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi, khiến cho nhiều người kỳ vọng quá nhiều vào những lý thuyết phi thực tế. Nhưng dù sao, việc theo đuổi vận tốc ánh sáng vẫn là một ước mơ đáng để chúng ta đánh đổi. Mọi ý tưởng giúp du hành vũ trụ nhanh hơn trong tương lai đều xứng đáng nhận được sự lưu tâm và nghiên cứu cụ thể. Năm 2012, một phòng thí nghiệm của NASA đã chế tạo ra loại dao thoa kế giúp phát hiện những biến dạng của không gian do sự giãn nở và co lại, giống như lý thuyết về động cơ Warp Drive đã đề cập đến. Nhà nghiên cứu Haron White của NASA cũng đưa ra dự đoán rằng để động cơ Warp Drive có thể hoạt động, nó sẽ cần đến nguồn năng lượng âm có khối lượng từ 700 đến nặng tương đương vũ trụ khả kiến, hoặc nhiều hơn rất nhiều so với bất kỳ thứ gì có năng lượng mạnh nhất do công nghệ hiện tại của con người có thể chế tạo ra. Chính bản thân Acubiri, cha đẻ của ý tưởng Warp Drive, cũng cho biết không có bất kỳ cách nào có thể thực hiện được việc đó, ít nhất là trong nhiều thế kỷ tới đây.